Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với anh chị cách mà mình để mình dùng sử dụng cái công cụ của Google và công cụ Google AdWords, để từ đó để mình rút ra kết luận, để mình đi chọn một cái tên miền phù hợp để mình làm trang web mà dễ dàng cho việc kinh doanh mua bán của mình nó tốt hơn. Thì đầu tiên mình lên Google, mình search ra cái từ khóa là Google AdWords ha. Rồi nó sẽ ra là vô adwords.google.com. Rồi mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail của mình. Chưa, đây tôi có tài khoản Gmail của tôi đăng nhập vô. Rồi vô đăng này thì mình sẽ vô cái phần là công cụ ha. Công cụ lập kế hoạch từ khóa. Đây. Rồi tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm từ khóa. Ví dụ đây tôi, ví dụ như là mình bây giờ mình muốn, mình giữ dụ mình đây có bạn nào muốn mua bán gì không? Thử mình làm luôn cái. Ví dụ anh đi, anh muốn mua bán gì? Máy bó chợm đi. Hả? Máy bó chợm đi. Mấy bộ đàm, ý tưởng anh bộ đàm đúng không? Rồi mình như ý tưởng của mình là từ bộ đàm, mình có thể làm nhiều từ lúc ấy. Đây tôi làm một từ ha. Thì Google nó sẽ gợi ý cho mình ra cái từ bộ đàm, cái nhóm à. Đây là nhóm từ nha, có hai tab, một tab và một từ khóa trong nhóm. Nhóm từ bộ đàm thì tổng cộng có 25 từ, để số 25. Tổng 25 từ này thì nó có số lượng tìm kiếm trên tháng là 2920 lượt. Thì có cái từ là bộ đàm gì đây? Kenwood là số lượng tìm kiếm trên tháng là 590 lượt. Hay bộ đàm 296 lượt. Máy bộ đàm 170 lượt. Ví dụ mình sẽ tìm cái keyword nào mà nó nhiều lượt tìm kiếm, mình lấy ra. Ví dụ mình sẽ sử dụng cái file Excel để em thống kê để ngồi mình lựa. Mở Excel lên ha. Ví dụ này để đây thứ tự. Từ khóa nè. Rồi số lần thì. Ví dụ đây mình sẽ lấy từ nào. Ví dụ ở đây trong cái nhóm từ khóa bộ đàm thì mình lấy thấy cái từ là bộ đàm Ken này ha. Rồi là nó được 590, mình lấy từ này đi ha. Cái sự vô. Mình để đây là 590, để sẵn ở đây hồi mình sẽ lựa sao. Quay lên. Đây là mình một từ, tìm một từ bộ đàm có ai tìm không? Ví dụ có từ bộ đàm thì nó tìm kiếm là 2400 nè ha. Từ bộ đàm là 2400, mình sẽ lấy từ bộ đàm này. Từ nào nữa? Muốn từ nào nữa? Từ nào cũng được không anh? Anh nói đại đi, muốn... Máy báo trộm đi. Máy báo trộm, máy báo trộm. Đúng không? Máy ý tưởng. Máy báo trộm thì máy báo trộm là tìm kiếm 70 lượt à. Khóa chống trộm xe máy là nhiều nè, thấy không? Khóa chống trộm xe máy nè. Ý tưởng nó coi ý tưởng là khóa chống trộm xe máy là 2900 nè. Đó. Thì mình sẽ lấy từ khóa chống trộm xe máy này nè. Để ra đây. Rồi ví dụ có, ví dụ bây giờ như đây, ví dụ mình có như đây. Ví dụ muốn mình kinh doanh, ví dụ mình kinh doanh bên cái lĩnh vực gì?
báo trộm không? Báo trộm, camera quan sát, bộ đàm. Như mấy những cái từ khóa là khóa chống trộm xe máy nè, và số lượng tìm kiếm nè. Mình sẽ mua cái domain đó, nó trùng với cái từ khóa mà số lượng tìm kiếm nhiều đó, thì cái lượt mà mình lên top nó dễ hơn. Dù mà vô trang là mắt bảo để mình check cái domain. Từ đây có cái tên miền, kiểm tra tên miền. Ví dụ hồi nãy mình thấy cái nào, bộ đàm kêu khóa chống trộm xe máy này ha. Mình sợ từ khóa chống trộm, từ domain này viết liền nha, xe coi có ai mua chưa, mình mua. Ví dụ không mua hết rồi nè, thì còn cái từ gnet.vn thôi, mình có thể mua khóa chống trộm xe máy .net.vn. Thì cái tên miền nó trùng với cái từ khóa với tên miền nó trùng nhau, thì mình thì nó sau này mình PA quảng cáo trên Google thì nó dễ hơn. Nó dễ hơn, hoặc từ khóa chống trộm, rồi từ khóa chống trộm à. Rồi từ khóa chống trộm mình có thể mua từ đó. Quay lại mình xài tiếp. Xét tiếp này kiểm tra tên miền thôi. Khóa chống trộm, khóa chống trộm mình dùng chung. Khóa chống trộm thì cơm hay là g mua hết rồi, net mua hết luôn rồi, hai cái kia. Đó là ví dụ một số cái từ khóa như vậy đó. Đó từ hoặc là thiết bị này, thiết bị báo trộm mình nó không mua hệ thống báo trộm, chuông chống trộm, số lượng tìm kiếm nè, mình có thể mua những cái domain mà nó trùng với cái từ khóa này. Cái này mua hết rồi nè, không mua được nữa, máy này nó chắc không được. Mua hết thì thôi, nếu người ta mua hết thì thôi, nếu mà mua hết thì mình có thể thêm một cái số từ nó gần giống, ví dụ như mà từ đó mua rồi, ví dụ từ nãy từ gì khóa chống trộm mua rồi không, mình thêm cái ông trộm mình Hồ Chí Minh, chống trộm Hồ Chí Minh, thêm từ nó vô thì có thể là mình có cơ hội mua. Ta sợ nó bằng ra. Ví dụ ta mua, ta kêu mua ở thành phố Hồ Chí Minh, ta muốn mua khóa chống trộm Hồ Chí Minh. Chứ mà là rồi còn mua từ khóa chống trộm Hồ Chí Minh, chứ mà là rồi mua bên miền đó. Thì sau này website mình đưa ra ngoài thì ta sợ ta khóa chống trộm Hồ Chí Minh. Nói chung là chưa có ra liền, chứ không phải là nói là mua chắc chắn nó sẽ ra. Không bao giờ mua cái từ mua thì chắc chắn nó sẽ có cơ hội ra thôi, chứ không phải là khi bạn nó mua cái từ khóa giống như cái domain thì nó sẽ lên top. Nhưng mà cái cơ hội mà lên top của mình nó cao hơn những người khác. Vậy thôi. Nhưng mà mặc dù mình bán bộ đàm đó thầy, mình mấy từ khóa khác cũng được. Dù mình phải sợ bán bộ đàm đi. Bán bộ đàm. Tại này anh đòi những từ đó thì mình ấy, mình làm ví dụ bán bộ đàm là mình search cái gì liên quan đến bộ đàm, cái top nào cao nhất thì mình mua cái đó không? Mua cái đó, nhưng mà mình nó nếu mà cái đó mới có người mua rồi thì mình lấy từ khác. Cái nào mà trùng nhiều nhất là nó hiển thị trước hay gì hả? Ví dụ cái tên trong tên miền là trùng từ nhiều nhất. Ví dụ tên miền của mình mà có chứa từ khóa thì nó dễ lên thôi. Có chứa từ khóa, ví dụ là từ bộ đàm mà nãy mình nói là bộ đàm mà. Nhưng mà mình phải mua những cái từ nào á mà người dùng số lượng tìm kiếm có mới được. Đó, mấy lượng tìm kiếm có mới được. Ví dụ như là thiết kế web đi. Kế web đi, đó. Cái ý tưởng nè. Thank you.
các bạn à. Nó bị rớt bị lỗi server rồi. Để truy cập vô lại cái Google coi. Cái gì? Từ gì đó? Thiết kế quét đúng không? Dù từ khóa thiết kế web thì nó là 44.000 được tìm kiếm à. Nhóm từ khóa đó, dù từ khóa thiết kế web 309 à, thiết kế web Hải Phòng. Trung bình tháng. Trung bình trên tháng á. Cần thiết kế web là 210 luôn nè. Đó. Ví dụ mà mình ra đây mình xem nè. Sao cần thiết kế web học sinh này quá trời luôn mà để mà coi bài cũng vô chơi mà sợ gì. Người ta sợ tên này nè bạn ơi. Ví dụ từ thiết kế web đi. Cái từ này đi. Cái từ này thì cái top lên top đầu á. À, thấy chưa, trùng với tên miền, trùng với từ khóa hả, cơ hội lên nó cao hơn đúng không? Còn nhiều ảnh hưởng khác nữa, nhưng mà cái từ khóa với cái tên miền nó trùng nhau thì cơ hội lên dưới cái web.com nè. Cái thằng này nó lên top, thấy chưa? Nó đó là một cái điển hình. Còn nhiều cái lý do, yếu tố khác để mà lên top nữa, chứ không phải là ấy. Nhưng mà cái phần domain á, chứ cái từ khóa của mình nó giống nhau á, thì cơ hội lên nó như cao hơn người ta thôi, so với người ta thì lên cao hơn, chứ không phải là tôi nói là mua chắc chắn sẽ lên. Vì lúc mình mua mà không có lên á, tại vì người ta lên trước rồi, người ta làm nhiều cách, người ta cái số lượng web người ta, số lượng truy cập nó có hàng ngày đó là rất là tốt, và cái meta với mấy cái keyword của người ta gắn vô trong cái header đó có nữa, rồi cái thứ hạng của người ta, của website của người ta với Google đó, nó cao nữa, thì cái vị trí của nó nằm top là khó lòng mình lên đó. Quan trọng nhiều thứ đó, thì cho nên đó, thì giờ mình về mình phải chọn cho mình một cái tên miền cho phù hợp để mình sau này mình làm website nó đưa lên cũng dễ, cái gì đó. Còn giờ mình không mua thì mua, giờ mình mua tên công ty cũng được, mua đúng tên công ty cũng được, nhưng mà mình nên mua hai tên miền, một tên như thương hiệu công ty và một cái tên sản phẩm liên quan đến cái từ khóa sản phẩm của mình. Ví dụ như là anh hồi đó học ở đây nè, anh ở bên điện Đại Nam, công ty là điện Đại Nam, điện Đại Nam.com, thiết bán về thiết bị điện nè. Là bây giờ làm đi theo web rồi, chứ làm web nhiều lắm. Ngoài trang điện ra, ngoài ra thì anh có một cái tên như là thiết bị đo, .net.vn á, thiết bị đo .net này, anh này nè, nó thiết bị trong dụng cụ đo, cũng là cái dụng cụ đo cũng ổng luôn, cũng một cái này. Nè, nó lên đúng không? Nó nè, dụng cụ đo. Anh bán chuyên bán về sản phẩm, anh bán là dụng cụ đo, thiết bị đo. Cho nên anh mua tên miền là dụng cụ đo.net.vn. Tại vì tên miền này .net.vn là tên miền nó mới ra. Thì mình mua tên sao cũng được, tại vì tên miền trước là .com tao mua rồi, mua tên này mình khi mua
nếu mà người ta ví dụ như là người ta có người khác họ mua trước, ví dụ dùng Cudo họ mua .com rồi, nhưng mà cái trang dùng Cudo.com đó lại dùng Cudo.com thôi, Cudo.com cái trang này lại là không có nè, có người mua rồi nhưng mà nó không có chạy, nhưng mà mình lại mua cái tên miền .net.men là cái ta sau này mình mua cái tên miền nó hàng cái level sau á, cái hàng thứ hai á, thì cái sự mà dễ lên á cao hơn nè, ví dụ như điển hình như dùng Cudo đó, thấy không, đó là ví dụ, còn nhiều ví dụ khác nữa, còn nhiều ví dụ à, đó một cái là về cái sản phẩm thiết bị đo và dụng cụ đo đó. Anh này trước anh học ở đây cũng thấy cái web của ba khóa à, công ty á, giám đốc công ty á, giám công ty này bán hàng online mà, chuyên bán hàng online đó. Đó thì giờ anh chị về nhà mình lựa ra đó, mình lựa chọn ra những cái tên miền phù hợp đó, anh nãy rồi ta đó, đầu cơ tên miền đó, chung chuyên lựa những cái tên miền đẹp, nhưng mà lựa ra những tên miền đẹp, tên miền là chuyên lựa ra, ngồi ở nhà không à, lại đâu tới ngày lựa các công ty rồi mới ra, doanh nhân rồi mới ra, chưa có mua tên miền, vô sạch vô sạch đây nè, sạch trong mấy cái ấy nè, canh mua để dành đó, mà mốt người ta các bạn có mua là mua bán lại giá cao. Đầu cơ tên miền đó, đó đầu cơ tên miền đó, sau lưng đó mọi chi tiết liên hệ anh này chia sẻ. Anh này tối là quét là tên miền giá rẻ .vn, tên miền giá rẻ .vn đó, đây nói giá rẻ cho vui chứ còn mắc không à. Đầu cơ mà ví dụ cái này tên miền gì đó, mấy tên miền anh mua vừa điện thoại .edu.vn đó, dù ai dạy nghề cái điện thoại ấy, thì mua tên miền này hợp lý đúng không? Ví dụ như là nhiều tên miền như là mua dưới địa ốc, ai bán nhà đất đi, không mua tên miền canh, mua tên miền nhà này để dành nó. Nếu mà rảnh ở nhà mình làm cái chuyện này không cũng có tiền á, để dành thôi. Vậy là mình mua một cái nhiêu nhiêu thầy? 24. Có rẻ vậy hả? Có 1 năm 24. Một năm không xài là cũng 24. Mình để dành đó thôi. Đó. Sao có 24 này? Đó, ví dụ như là Trung Nguyên Store, cà phê Trung Nguyên, ví dụ như là nó mấy cái tên miền này nè, nó nhiều tên miền. Một năm. Dịch vụ thiết kế website.net nè, nó tên miền nó. Dưới đây có bằng rau vặt cho người ta rau, ví dụ nè. Cần bán gấp phim mà gì? Xã hội Việt Nam.com mà. VPN.com là nó. Tên miền đi thẹt kèm với cái văn thông hay gì đó. Nếu một cái hot mình sử dụng hot là cái bài hot là tôi giải thích sau, bây giờ chỉ cần nói tên miền thôi nha. Rồi nói chung là như vậy, bây giờ mình tạm dừng cái các bạn hôm nay tại đây, về nhà mình coi nghiên cứu thêm nha.